Xin chào bác đã đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu cho các bác mẫu xe đạp đua Cross Derium 520R được trang bị bộ cấu hình full chuyển động Shimano Tiagra khung nhôm lớp sơn nguyên bản từ hãng Cross, một thương hiệu xe đạp rất là nổi tiếng của Pháp. Cái thiết kế của chiếc xe rất là đẹp, tông màu chủ đạo xanh đen, rất là trẻ trung và khỏe khoắn. Khung nhôm siêu nhẹ, nhưng mà sử dụng là nhôm 6061, có độ bền cao và chịu được những cái cường độ mạnh. Tổng thể của chiếc xe như các bác thấy trên hình thì còn khá là đẹp, chỉ có những cái vết xước nhỏ do là đã qua quá trình sử dụng và là xe bãi nên là không thể tránh khỏi. Và phần chuyển động của chiếc xe thì được trang bị full một bộ chuyển động của Shimano Tiagra, từ đè gạt đĩa về đến đùi đĩa của Shimano Tiagra, 3 mảnh 7.C. Trên ghi đông của chiếc xe thì được trang bị đôi tay lắp của Shimano Tiagra với 10 tầng lip và 2 tầng đĩa. Và chiếc xe có 20 độ khác nhau. Giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Một số bác hay hỏi về giá của các những cái chiếc xe em đưa lên, thì thứ nhất là các bác ấn mũi tên trỏ xuống thì ở phần tiêu đề em có công khai giá, hoặc là ở phần cuối video em sẽ nói giá và size của chiếc xe. Ngoài ra các bác ấn đăng ký cộng ấn chuông, chọn tất cả để theo dõi các cái xe em sẽ đăng lên trên kênh trong thời gian tới. Size của chiếc xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 50 cm, từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt cũng là 50 cm. Xe phù hợp với các bác từ khoảng 1m64-65 đến khoảng 74-75 thì phù hợp. Đây đằng lít và hai đằng đĩa, động rất là mượt mà. Chiếc xe đang bán bên em mức giá chỉ có là 10.800.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình và ấn thêm nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác của em đưa lên kênh. Các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.